Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan, các thành viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1, cấp 2 số 3 lại tiếp tục xung phong tham gia Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5. Giờ đây họ không chỉ là đồng đội với các thành viên của bệnh viện, mà còn là những người thầy tận tình chia sẻ kinh nghiệm quý từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Đây là lần thứ 3 Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Cao Tiến Huỳnh tham gia Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam. Trong quá trình huấn luyện tiền triển khai Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5, anh đã tận tình truyền đạt những kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ y tế và kỹ năng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Hai lần trước thì tôi đều làm cái nhiệm vụ ở bên y tế dự phòng. Từ những cái kinh nghiệm mà thực tiễn tôi đi 2.1 và 2.3 thì tôi chia sẻ về cái cuộc sống và cái con người của đất nước Sudan. Tôi cũng mong tất cả các đồng chí 2.5 khi tham gia vào gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ cố gắng học hỏi, bình tĩnh tự tin. Lần thứ hai, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thuận Trang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Các quy trình khám chữa bệnh, cách ứng xử trong môi trường đa quốc gia dân tộc, kinh nghiệm làm công tác dân vận cho đến sinh hoạt thường ngày được chị nhiệt tình chia sẻ, nhất là những yếu tố đặc thù đối với đồng đội nữ. Trong thời gian công tác tại phái bộ Nam Sudan thì cũng đã giúp cho tôi trưởng thành hơn, không những là về tư tưởng chính trị và bên cạnh đó là còn có những cái kinh nghiệm và về công tác chuyên môn. Thì tôi mong là đây cũng là một cái hình hành trang tôi sẽ chia sẻ đối với các anh chị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 để chuẩn bị tốt hơn cho đợt công tác sắp tới. Đội hình Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 hiện có 70 đồng chí, trong đó nhiều đồng chí xung phong tham gia lần thứ 2 và thứ 3. Không chỉ giỏi về chuyên môn, mà lực lượng này còn có những đóng góp quan trọng và rất thiết thực trong quá trình đào tạo, huấn luyện các thành viên của bệnh viện, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Liên Hợp Quốc. Kinh nghiệm thực tiễn của những anh chị đã đi trước của Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 và 3 là rất cần thiết. Qua đó tôi đã rút ra được những kinh nghiệm đã giúp tôi có những cái hành trang để thực hiện tốt nhiệm vụ bên đó. Những người thầy của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 không đứng trên bục giảng với phấn trắng, bảng đen, mà họ đã truyền đạt cho đồng đội mình những kỹ năng cần thiết và bổ ích sau 1 đến 2 năm công tác tại các phái bộ. Họ cũng là chỗ dựa tinh thần để các thành viên bệnh viện tự tin vượt qua những thử thách trên chặng đường phía trước, cùng quyết tâm hoàn thành sứ mệnh cao cả gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.